Chương 3 Phẩm Nanda Một La Mã Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana trong khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả của nghiệp về trước, nhói đau, cực khổ, thống khổ, chánh niệm, tỉnh giác không có sầu não. Thế tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng: một, tỷ kheo bỏ mọi nghiệp tẩy sạch bụi làm trước an trú không ngã sở không cần nói tiếng người. Hai la mã như vậy tôi nghe một thời Thế tôn trú ở Savatthi tại Jetavana khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Nanda, em của Thế Tôn, con của người gì, nói như sau với nhiều tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh không có hoan hỷ, tôi không chịu nổi đời sống phạm hạnh. Sau khi bỏ học tập, tôi sẽ hoàn tục. Một tỷ kheo khác đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vì tỷ kheo ấy bạch thế tôn bạch thế tôn tôn giả nanda em của thế tôn con của người gì nói như sau vân vân tôi sẽ hoàn tục rồi thế tôn bảo một tỷ kheo này tỷ kheo hãy đi và nhân danh ta bảo tỷ kheo nanda hiền giả nanda bậc đạo sư gọi hiền giả thưa vân bạch thế tôn tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Nanda. Sau khi đến, nói với tôn giả Nanda. Hiền giả Nanda, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vân, hiền giả. Tôn giả Nanda phân đáp vị tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Nanda đang ngồi một bên. Có thật chăng, này Nanda, ông nói như sao với nhiều tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi sống phạm hạnh không có hoan hỷ. Vân vân, tôi sẽ hoàn tục. Thưa Vân, Bạch Thế Tôn. Nhưng này, không hoan hỷ cái gì. Ông sống phạm hạnh, khiến ông không chịu nổi sống phạm hạnh. Tự bỏ học tập, ông sẽ hoàn tục. Bạch Thế Tôn, khi con tự bỏ gia đình, một thích ca nữ cô gái đẹp trong nước với tóc chải mới nửa phần ngó nhìn con và nói quý tử ayaputta hãy về gấp bạch thế tôn vì con không thể quên nàng nên con sống phạm hạnh không có hoan hỷ con không có thể chịu nổi đời sống phạm hạnh sau khi từ bỏ học tập con sẽ hoàn tục rồi thế tôn cầm tay tôn giả nanda như người lực sĩ giữa bàn tay đang co lại hay co lại bàn tay đang duỗi ra biến mất ở Setavana và hiện ra tại cõi trời 33. Lúc bấy giờ, khoảng 500 thiên nữ đi đến để hầu hạ thiên chủ Sakka và họ được gọi là có chân như chim bồ câu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo tôn giả Nanda. Này Nanda, ông có thấy 500 thiên nữ này có chân như chim bồ câu không? Thưa Vân, Bạch Thế Tôn, này Nanda, ông nghĩ thế nào? Ai đẹp đẽ hơn? Hay ai đáng ưa nhìn hơn? Hay ai khả ái hơn? Thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước hay 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này? Bạch Thế Tôn, ví như một con khỉ cái bị thương, tai mũi bị chặt đứt. Cũng vậy là thích ca nữ, cô gái đẹp trong nước. Nếu đem so sánh với 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu này, không thể ước lượng so sánh không bằng một phần nhỏ, không thể so sánh với chúng. Năm trăm thiên nữ này đẹp hơn, dáng ưa nhìn hơn, khả ái hơn. Hãy hoan hỷ, này Nanda. Hãy hoan hỷ, này Nanda. Ta đền cho ông năm trăm thiên nữ có chân như chim bồ câu ấy. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đền cho con năm trăm thiên nữ có chân như chim bồ câu, thời Bạch Thế Tôn, con sẽ sống hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Rồi Thế Tôn cầm cánh tay của tôn giả Nanda như người lực sĩ, vân vân, đang chuỗi ra. Như vậy, biến mất ở chư thiên cõi trời 33, hiện ra ở Setavana. Các tỷ kheo được nghe. Tôn giả Nanda, em Thế Tôn, con của bà dì, sống phạm hạnh vì mục đích thiên nữ. Họ nói, Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ với chân như chân chim bồ câu. Rồi các tỷ kheo, bạn của Tôn Giả Nanda gọi Tôn Giả Nanda là người làm thuê, là người buôn bán. Tôn Giả Nanda là người làm thuê, Tôn Giả Nanda là người buôn bán. Vì mục đích thiên nữ, Tôn Giả Nanda sống phạm hạnh. Thế Tôn có hứa đền cho 500 thiên nữ có chân như chim bồ câu. Rồi Tôn Giả Nanda bị bực phiền, tuổi nhục, chán ngấy bởi bị gọi là người làm thuê, là người buôn bán, sống một mình, viễn ly, không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cần, tự tin. Không bao lâu, do mục đích mà thiện nam tử chân chánh xuất gia, tự bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân Vô thượng cứu cánh phạm hạnh ấy. Ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Nanda đã trở thành một vị A-la-hán. Rồi một thiên nhân, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thụ thắng chói sáng toàn vùng Zetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Nanda, con trai của bà dì, Do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trí khởi lên nơi Thế Tôn. Nanda, do đoạn trừ các lậu hoặc, vân vân, tuệ giải thoát. Rồi tôn giả Nanda, sau khi đêm ấy đã mãn, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Nanda Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có hứa đền cho con 500 thiên nữ với chân như chim bồ câu. Bạch Thế Tôn, con xin giải tỏa cho Thế Tôn lời hứa đền ấy. Này Nanda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của ông, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, vân vân, tuệ giải thoát. Lại nữa, một thiên nhân có báo cho ta tin ấy, Bạch Thế Tôn, Tôn Giả Nanda, vân vân tuệ giải thoát. Phi rằng, này Nanda, tâm của ông được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ, nên ta được giải thoát khỏi lời hứa này. Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, chính trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 2. Ai vượt khỏi bùn này, đè bẹp gai của dục, đạt được si đoạn diệt vị tỷ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Ba La Mã Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana, trong khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, khoảng 500 tỷ kheo do Yasosa dẫn đầu đã đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỷ kheo mới đến ấy trong khi chào thăm các tỷ kheo sở tại, sắp đặt sàn tọa, sửa soạn y bát, gây tiếng ồn ào to lớn. Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda. Này Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá cướp giật cá. Bạch Thế Tôn, có 500 tỷ kheo này, dẫn đầu là Yasuza, đã đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỷ kheo mới đến ấy, vân vân gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này Ananda, hãy nhân danh ta nói với các tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả. Thưa vân, bạch thế tôn. Tôn giả Ananda vân đáp thế tôn đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả. Thưa vân, hiền giả, các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên. Này các tỷ kheo, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá cướp giật cá. Tôn giả Yasosa Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, có 500 tỷ kheo này đã đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Các tỷ kheo mới đến này, vân vân, gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này các tỷ kheo, hãy đi đi. Ta đuổi các ông, các ông không xứng đáng được sống gần ta. Thưa vân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài dọn dẹp sàn tọa cầm lấy y bát đi đến dân chúng Pha-di tiếp tục bộ hành giữa dân chúng Pha-di rồi đi đến con sông Phát-gu-mu-đa sau khi đến dựng lên chòi lá trên sông Phát-gu-mu-đa an cư mùa mưa tại chỗ ấy rồi tôn giả yasosha sửa soạn an cư bảo các tỷ kheo thưa các hiền giả thế tôn đuổi chúng ta vì lợi ích vì hạnh phúc cho chúng ta vì khởi lên lòng tự mẫn đối với chúng ta. Này chưa Hiền, chúng ta hãy sống cho thật đúng Pháp. Chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể hoan hỷ? Thưa Vân, Hiền Giả Các tỷ kheo vân đáp tôn giả gia xô xa, rồi các tỷ kheo ấy sống viễn ly, không phóng vật, nhiệt tâm, tinh cận, và trong thời gian an cư, tất cả đều giác ngộ ba minh. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Savatthi, cho đến khi vừa ý thì bộ hành đi Vesali, tiếp tục bộ hành đến Vesali. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn, với tâm của mình, tác ý đến tâm các tỷ kheo ở trên bờ sông Phagumuda gọi tôn giả Ananda. Như có hào quang, này Ananda, là phương này, như có ánh sáng này Ananda là phương này tại phương ấy các tỷ kheo đang sống trên bờ sông Fatgumuda thật là không nhàm chán cho ta nếu được đi và tác ý đến phương ấy này Ananda hãy gửi một sứ giả đến các tỷ kheo ở trên bờ sông Fatgumuda và nói bậc đạo sư cho gọi các tôn giả bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả thưa phân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vân đáp Thế Tôn đi đến một tỷ kheo. Sau khi đến, nói với tỷ kheo ấy, Hãy đi, này hiền giả, hãy đi đến các tỷ kheo ở trên bờ sông Vatgumuda. Sau khi đến, nói với các tỷ kheo ấy như sau, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa phân, hiền giả, vị tỉ kheo ấy phân đáp tôn giả ananda như một người lực sĩ giữa cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra cũng vậy vị ấy biến mất ở ngôi nhà có nóc nhọn tại đại lâm và hiện ra trước mắt các tỷ kheo ở trên bờ sông phadgumudah rồi tỷ kheo ấy nói với các tỷ kheo ở trên bờ sông phadgumudah bậc đạo sư gọi các tôn giả bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả thưa vân hiền giả các tỷ kheo ấy vân đáp Vì tỷ kheo ấy sau khi dọn dẹp sàn tọa cầm y bát ví như một nhà lực sĩ vân vân co lại bàn tay đang chuỗi ra cũng vậy các tỷ kheo ấy biến mất ở trên bờ sông Phagumuda và hiện ra ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn trước mặt Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi trong thiền tịnh bất động các tỷ kheo ấy suy nghĩ nay thế tôn đang an trú trong loại an trú nào rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ thế tôn nay đang an trú trong loại an trú bất động và tất cả các tỷ kheo ấy ngồi xuống trong định bất động tôn giả ananda khi đêm đã gần mãn canh một đã gần qua từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y vào một bên vai chắp tay hướng đến thế tôn và bạch thế tôn Đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua. Các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các tỷ kheo mới đến. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, Tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên phai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn canh giữa đã gần qua các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu bạch thế tôn thế tôn hãy chào đón các tỷ kheo mới đến lần thứ hai thế tôn giữ im lặng lần thứ ba tôn giả ananda khi đêm đã gần mãn canh cuối đã gần qua rạng đông đã ló dạng đêm đã có bộ mặt hoan hỉ từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y vào một bên vai chắp tay hướng về thế tôn và bạch thế tôn Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, rạng đông đã ló dạng. Đêm đã có bộ mặt hoan hỷ, các tỷ kheo mới đến ngồi đã lâu, vân vân. Thế Tôn hãy chào đón các tỷ kheo mới đến. Rồi Thế Tôn xuất khỏi định ấy, bảo tôn giả Ananda. Nếu ông có hiểu biết, này Ananda, ông sẽ không nói như vậy. Này Ananda, ta và 500 tỷ kheo này tất cả đang nhập định bất động. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. ba Ai đã thắng gai dục, mắng, gia hại, trói buộc, vị ấy đứng bất động, như núi vững an trú, vị tỷ kheo như vậy, là khổ không dao động. Bốn La Mã Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, dạ, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Thế Tôn thấy tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già, dạ, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Rồi Thế Tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng. 4. Như ngọn núi bằng đá, không động khéo an trú, cũng vậy vị tỷ kheo, đoạn diệt được ngu si, như ngọn núi bằng đá, không có bị dao động. Năm La Mã Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, ngôi vườn ông anathabindika lúc bấy giờ tôn giả maha mogalana ngồi không xa thế tôn bao nhiêu ngồi kiết già dạ, lưng thẳng nội tâm khéo an trú thân hành niệm thế tôn thấy tôn giả maha mogalana ngồi không xa bao nhiêu ngồi kiết già dạ, lưng thẳng nội tâm khéo an trú thân hành niệm rồi thế tôn sau khi rõ biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng năm thân hành niệm an lập sáu xúc xứ chế ngự tỷ kheo thường thiền định tự chứng tri niết bàn sáu la mã như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dược các con sóc lúc bấy giờ tôn giả bilinda facha thường hay gọi tỷ kheo với danh từ bần tiện rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Tôn giả Bilinda Vacha thường hay gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo. Hãy đi, này tỷ kheo, và nhân danh ta, bảo tỷ kheo Bilinda Vacha. Này hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa phân, bạch Thế Tôn. Tỉ kheo ấy phân đáp Thế Tôn, Thế Tôn đi đến tôn giả Bilinda Phatcha. Sau khi đến, nói với Bilinda cha Bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa phân, hiền giả. Tôn giả Bilinda Vacha phân đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Bilinda cha đang ngồi một bên. Có thật chăng, này cha ông thường gọi các tỷ kheo với danh từ bận tiện. Thưa có, bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn, sau khi tác ý đến đời sống trước của Bilinda cha liền bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chớ có bực phiền với tỷ kheo Bilinda Phát Cha. Này các tỷ kheo, không phải vì trong lòng có sân hận mà Phát Cha thường gọi các tỷ kheo với danh từ bần tiện. Này các tỷ kheo, tỷ kheo Phát Cha trong 500 năm nối tiếp nhau đã sanh trong gia đình bà La Môn, danh từ bần tiện đã lâu ngày được chứa chấp trong vị ấy. Do vậy, Phát Cha thường gọi tỷ kheo với danh từ bần tiện. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 6. Trong ai không mang trá, không mạng, tham đoạn tận, không ngã sở, không dục, phẫn nộ được trừ diệt, tự ngã thành mát lạnh, vị ấy là phạm chí, là sa môn tỷ kheo. Bảy La Mã Như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở rajagaha tại veluvana tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc lúc bấy giờ tôn giả maha kasaba trú ở hang bipali ngồi một thế ngồi kiết già trong bảy ngày sau khi nhập vào một loại thiền định rồi tôn giả maha kasaba sau bảy ngày xuất khỏi định ấy tôn giả maha kasaba sau khi xuất khỏi định ấy suy nghĩ như sau ta hãy đi vào Rajagaha để khất thực. Lúc bấy giờ, 500 chư thiên đang cố gắng lo cho tôn giả Maha Kassapa được độ ăn khất thực. Rồi tôn giả Maha Kassapa, sau khi khước tự 500 thiên nhân ấy, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào Rajagaha để khất thực. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sakka muốn cúng dường đồ ăn khất thực cho tôn giả Maha Kassapa hóa thân làm người thợ dệt đang dệt dạ chỉ. Khi Sujata, thiếu nữ Asura, đang làm cho đầy cái thoi. Rồi tôn giả Maha Kasaba sau khi đi từng nhà khất thực ở Rasagaha, đi đến trú xứ của thiên chủ Sakka. Thiên chủ Sakka thấy tôn giả Maha Kasaba từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền ra khỏi nhà, tiếp đón, lấy bát từ nơi tay cầm đem vào nhà bới cơm từ nơi nồi đựng đầy bát và đưa lại cho tôn giả maha kassapa đồ ăn khất thực ấy gồm có nhiều loại canh nhiều loại món ăn nhiều loại gia vị món ăn trộn lẫn với nhau rồi tôn giả maha kassapa suy nghĩ ai là chúng sanh này lại có thần lực uy lực như vậy rồi tôn giả maha kassapa suy nghĩ chính là thiên chủ sakka sau khi biết vậy nói với thiên chủ saka này koshiya chính ông đã làm sự việc này chớ làm như vậy nữa thưa tôn giả kassaba mục đích của chúng tôi là được phước điều chúng tôi cần làm là được phước rồi thiên chủ saka sau khi đảnh lễ tôn giả maha Kassapa, thân phía hữu hướng về ngài bay lên trên hư không và ở giữa hư không nói lên ba lần cảm hứng. Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào ca sa ba. Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào ca sa ba. Ôi, bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào ca sa ba. Thế tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe giữa hư không thiên chủ Sát-ca nói lên ba lần lời cảm hứng ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào kasaba. ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào kasaba. ôi bố thí tối thượng là bố thí khéo an trú vào kasaba. rồi thế tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng 7 vị tỷ-kheo khất thực tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy, thường an tịnh chánh niệm. Tám La Mã Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Setavana, khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi hội họp tại trạp tròn có cây Kareri, và câu chuyện sau đây được khởi lên tỉ kheo đi khất thực thưa các hiền giả thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái thỉnh thoảng tai nghe được tiếng khả ái thỉnh thoảng mũi được ngửi hương khả ái thỉnh thoảng lưỡi được nếm vị khả ái thỉnh thoảng thân được cảm giác xúc khả ái thưa các hiền giả tỉ kheo khất thực được cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôn kính khi đi khất thực vậy này chưa hiền chúng ta hãy là người đi khất thực thỉnh thoảng mắt chúng ta được thấy sắc khả ái thỉnh thoảng tai chúng ta được nghe tiếng khả ái thỉnh thoảng mũi chúng ta được ngửi hương khả ái thỉnh thoảng lưỡi chúng ta được nếm vị khả ái thỉnh thoảng thân chúng ta được cảm giác xúc khả ái chúng ta cũng được cung kính tôn trọng đảnh lễ cúng dường tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được nói xong, thì Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy, đi đến trạp tròn có cây Kare-ri. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo, Này các tỷ kheo, này các ông ngồi ở đây nói câu chuyện gì, và câu chuyện gì giữa các ông chưa được nói xong. Ở đây, Bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi hội họp tại trạp tròn có cây Kareri và câu chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con. Tỷ Kheo đi khất thực, thưa các hiền giả, thỉnh thoảng mắt được thấy sắc khả ái, vân vân. Chúng ta cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính khi chúng ta sẽ đi khất thực. Bạch Thế Tôn, đây là câu chuyện giữa chúng con, chưa được nói xong thì Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ông, là những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi các ông nói lên câu chuyện như vậy, khi các ông ngồi hội hợp với nhau, này các tỷ kheo, có hai công việc cần phải làm, nói pháp hay giữ im lặng của Bậc Thánh. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 8. Vị tỷ kheo khất thực, tự sống không nhờ người, chư thiên thương vị ấy. Nhưng nếu tỷ kheo ấy, y tựa vào danh vọng, chư thiên không có thương. Chính là mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, tại Setavana, ngôi vườn ông Anathapindika Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo, vân vân, như kinh trên, câu chuyện này khởi lên. Này chưa hiện, ai biết nghề gì, ai học tập nghề gì, nghề gì là tối thượng. Ở đây, một số người nói như sau, huấn luyện voi là nghề tối thượng. Một số người nói như sau, huấn luyện ngựa là nghề tối thượng một số người nói như sau làm xe là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề bắn cung là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề đao kiếm là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề ấn hiệu là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề tính toán là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề ước lượng là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề viết bài là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề làm thơ là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề phỏng đoán các nguyên nhân tự nhiên là nghề tối thượng một số người nói như sau nghề điều khiển bộ máy quốc gia là nghề tối thượng đây là câu chuyện xảy ra giữa các tỷ kheo chưa được nói xong rồi thế tôn vào buổi chiều, vân vân. Xem ba la mã, tám, chưa được nói xong, vân vân. Ở đây, bạch thế tôn, vân vân, khởi lên. Này hiền giả, ai biết nghề gì, vân vân. Nghề điều khiển bộ máy quốc gia là nghề tối thượng. Bạch thế tôn, đây là câu chuyện xảy ra giữa chúng con, chưa được nói xong thì thế tôn đã đến. Này các tỷ kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho các ông vân vân khi các ông ngồi hội hợp với nhau có hai công việc cần phải làm nói pháp hay giữ im lặng của bậc thánh rồi thế tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng chính ai sống không nghề nghiệp nhẹ nhàng muốn lợi ích các căn được chế ngự toàn diện được giải thoát không nhà không ngã sở không dục giết ác ma vị tỷ kheo như vậy sống cô độc một mình mười la mã như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở uruvela trên bờ sông nerangsara dưới gốc cây bồ đề khi mới thành chánh giác lúc bấy giờ thế tôn trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết già hướng thọ giải thoát lạc. Rồi Thế Tôn, sau bảy ngày ấy, từ định ấy xuất khởi, nhìn đời với Phật nhãn, thấy các chúng sanh bị thiêu đốt với nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiều loại nhiệt não, bởi tham, bởi sân, bởi si. Rồi Thế Tôn, sau khi rõ biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng. 10. Đời này bị thiêu đốt chi phần bởi cảm xúc, tự mình nói rõ lên chứng bệnh của chính mình. Bởi vì nó nghĩ đến, do đó bị đổi khác, bị đổi khác vì hữu, bị lệ thuộc vì hữu, đời này hữu chi phối, lại hoan hỷ với hữu. Khi nào có hoan hỷ, ở đấy có sợ hãi, với ai có sợ hãi, đấy tức là đau khổ. Chính do đoạn diệt hữu, phạm hạnh này được sống những sa môn hay bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu là do hữu ta nói rằng tất cả những vị ấy không giải thoát khỏi hữu những sa môn hay những bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự xuất ly khỏi hữu là do phi hữu tất cả những vị ấy ta tuyên bố rằng họ không nương tựa nơi hữu do duyên sanh y khổ này được sanh khởi chính do đoạn diệt tất cả sanh y khổ không có hiện hữu. 11. Hãy xem đời trọng này bị vô minh chi phối, các sanh loại được sanh, ưa thích được sanh khởi, không thoát được sanh hữu. Với ai đối sanh hữu, tất cả mọi thời xứ, tất cả sanh hữu này vô thường khổ biến hoại. Như vậy thấy như thật, với chân chánh trí tuệ hữu ái được đoạn tận phi hữu ái hoan hỷ đoạn diệt ái hoàn toàn ly tham diệt hoàn toàn như vậy là niết bàn tỷ kheo ấy mát lạnh không chấp thủ tái sanh nhiếp phục được ma vương trận chiến đã chiến thắng vị tỷ kheo như vậy vượt qua mọi sanh hữu.